Rồi, mến chào anh em đang xem kênh Nhân Chăm Sóc Mai Vàng ha. Chúc anh em xem kênh được vui vẻ và gặt hái được nhiều thành công trong công việc nha anh em. Thì hôm nay mình lại đi thăm vườn ở ngã ba Vũng Tàu nha anh em. Thì cái vườn này là cũng có khoảng chắc cái này gần 200 gốc quá nè. Thì chưa có khi nào mình đếm hết ha. Nhưng mà mình phỏng phỏng sơ sơ đó. Vườn này thì vườn chăm lại nha nè, dưỡng lại ha. Mà cũng có một số cây có nụ nhưng mà nó hơi nhỏ nha nè. Vì ở đây là cái vườn này vườn chăm lại cho nên từ lúc tháng 7 tới giờ là chưa có một cử phân lân cao nào hết ha. Không có làm nụ, chỉ dưỡng lại thôi. Nhưng mà theo như ý chú là muốn tuyển ra một số cây trong này có thể là chơi hoa Tết năm tới được. Thì hôm nay mình đi thăm vườn và mình sẽ tuyển ra ha. Số cây như anh em thấy có một số thôi anh em. Tại vì chưa có một cử phân lân cao nào hết cho nên nụ vẫn nhỏ ha. Nhưng mà chơi hoa được ha, chơi hoa được. Tuy không bằng những cây mà mình đã tạo nụ từ mấy tháng nay rồi nhưng mà vẫn chơi hoa được nha nè. Thì đây đường cử ở đây có một cây ha. Và cái nụ nó còn dài nhưng mà đã hình thành nụ rồi nha nè. Thì vườn này trăm mấy gần 200 gốc rồi đó, nhưng mà lựa ra theo mình nghĩ cũng có được cả chục mười mấy gốc là chuyện bình thường ha. Nên em xem vẫn có nụ mà kim nó hơi dài ha. Đó. Thì đây là một cây thứ nhất mà mình lựa nha nè. Này hơi quéo đầu chắc dư thuốc nè. Đó. Thì để mình lựa coi thử ngày hôm nay mình lựa được bao nhiêu cây. Đây là một cây ha. Cũng như cây này cũng có thể là chơi hoa được nha anh em. Thì mình sẽ nhồi cho cây thêm một cử lần nữa ha. Rồi bắt đầu chuyển qua giai đoạn kali cao. Nụ còn nhỏ nha anh em. Đây là hai cây ha. Manimarin 5 cánh ha. Cũng có một số cây nó cũng bị trổ bông gió, tuy không sử dụng phân lân ha nhưng mà vẫn trổ bông gió là chuyện bình thường. Cái này không có một số anh em nó sử dụng phân lân và nó rước cây trổ, không phải nha nè. Cái này vẫn sử dụng đạm không đâu ha, nụ vẫn còn nhỏ ha, búp không à, búp nụ vẫn còn nhỏ dài nhưng mà vẫn có hiện tượng trổ bông gió, là cái này không cản được ha. Cho nên anh em đừng có suy nghĩ là sử dụng phân bón tạo nụ cái nụ nó trổ quá. Không phải, năm nay là cây trổ hơi nhiều nha anh em, đa phần các vườn luôn. Đó, năm nay cây trổ hơn nhiều. Đó, cho nên là không liên việc mà trổ bông gió không liên quan tới sử dụng phân bón ha. Đó, điển hình như những cây này trong vườn này là mình chưa một lần sử dụng phân lân tạo nụ luôn. Đó, cứ sử dụng ba số bằng nhau hoặc là đôi lúc thêm vô một cử 30-10-10 để cây phát triển. Vì cái vườn này nuôi lại mình đã nói rồi. Cây này cũng có thể chơi hoa được nha anh em. Tuy là không bằng cây mà khỏe để mà mình chăm sóc từ tháng 7 tới giờ, nhưng mà tuyển ra mười mấy cây là trong vườn này là chơi được. Cái cây này thì không được rồi ha. Cái cây này thì không được rồi. Nuôi lại thôi. Để mình đi hàng bên này trước nha nè. Cây này thì bộ lá vẫn đẹp, vẫn có thể là ít kim quá nè. Cây này thì có khi mà dài quá ha. Nhưng mà để coi nữa mình đánh dấu, mình buộc dây lại cũng có nè nè. Mà thì không thể bị mình tạo nụ lâu rồi được một số cây. Một hồi mình quay cho anh em xem nó, rồi một hồi mình đánh dấu sau ha. Những cây này là chơi hoa được hết. Đó, được nãy giờ nằm tầm 4-5 cây gì rồi. Để mình đi dọc lên trên này ha. Ngoài này ông anh ông đang tưới nước nè. Đi ra thì nó hơi ướt. Mình thì mỗi tháng ghé vườn 2 lần ha. Một lần cũng có, hai lần cũng có ha. Thì mình ra chế độ chăm sóc thôi. Còn người trực tiếp chăm ở đây, tưới nước, phun thuốc và có anh em ở đây làm hết nha nè. Mình chỉ tới để mình ra cái lịch trình chăm bón thôi à. Chăm những cây này, nó muốn chăm cây chơi Tết thì phải chăm những loại nào,
rồi những cây yếu rồi gì đó phải chăm những cái loại phân bón thuốc này như thế nào để kích rễ rồi đó, chứ mình không có trực tiếp phun phân phun thuốc gì hết ha. Ở đây chú có người làm hết. Cái này năm sau mới chơi anh ơi. À, những cây mà mình dưỡng lại á thì anh em khoan vào xả tàn ha, để qua Tết cái mình bấm cho nó tròn tàn lại, rồi mình chăm sóc cùng những cây chơi hoa Tết cho nó cùng nhịp luôn ha. Có những anh em hỏi là những cây dưỡng lại không chơi hoa là chừng nào mới xả tàn được, rồi có cần lặt lá hay là không, thì nó như vậy anh em đợi qua năm, những cây nào mà dưỡng lại anh em cứ đợi qua năm đi để phát triển bình thường đi, rồi anh em qua mùng mười mấy đồ cũng được, anh em gom bộ tàn cho nó tròn tròn lại rồi lặt lá luôn, xuống lá hết luôn, rồi mình chăm cùng nhịp với những cây chơi hoa Tết luôn cho nó dễ dàng. Cái cây này thì này nhỏ lắm không anh ạ, chắc chơi không được ha. Coi kiểm tra nụ rồi lớn nhỏ như thế nào rồi hảo quyết định buộc dây ha. Cây nào chơi hoa thì nửa buộc dây làm dấu để gom vào trong kia. Cây này bộ tàn cũng đẹp lắm nè, nhưng mà nụ thưa quá nè, nụ thưa ha. Cây này vẫn có nụ để chơi hoa nè, nhưng nó vẫn có nụ, nhưng mà bộ tàn thì chưa được mạnh lắm, cũng chưa vội ha. Cây nào thấy khỏe rồi mới cho chơi ha nè. Nụ cũng được, cây này được mà tuy nó hơi nhỏ, buộc phơm nó hơi nhỏ ha. Vườn của chú thì đa dạng cây ha, cây mới mua cũng có, cây trồng 5-7 năm trước cũng có, cây suy cũng có. Mới tưới nước nha nè, cây này chơi hoa cũng được nè, cái nụ nó cũng tương đối. Cắt nhánh, đương nhiên kiểm tra cắt nhánh rồi, cũng có tương đối ha. Cái này thì anh em thấy ít nụ á, trước khi mà tới ngày Tết á, lặt lá một nụ nó đâm ra 7-8 trái búp thì nó sẽ nhiều thôi. Hôm nay thì các vườn ai cũng bị cảnh trổ lai rai hết. À, còn cái vụ lá vàng và rụng này nè, tới mùa này thì phải bị nghe nè. Này không phải dư nước dư phân gì cả hay là thiếu nước gì cả, vàng kiểu này là vàng theo kiểu mùa thu ha. Cây nào vào thời điểm này cũng dễ bị trường hợp này hết nghe nè, nên không bận tâm, miễn là anh em đừng để dư nước thiếu nước được rồi. Wow, cây này bộ tàn lá xanh nè, cây này chơi được, nhìn lá là biết có nụ rồi, chơi hoa được rồi. Cây này vẫn chơi hoa được nha nè, thì nó hơi ít ha, để mình lựa ra rồi tuyển lại, lấy khoảng chừng chục cây thôi, cũng không cần lấy nhiều tại vì chú còn rất là nhiều cây nha nè. Còn cái vườn chơi hoa Tết thì ở trong kia, vườn này chú kêu lựa ra, những cây này thì chơi hoa Tết vô tư rồi, nó cũng vừa đủ mạnh rồi mà vừa có nụ cũng hơi khá. Nên cây này thì chọn rồi đó, chắc chắn cây này chọn. Đây một cây này cũng chơi hoa được luôn. Ok,
kiếm cây nào phơm phơm tàn hơi lớn lớn rộng rộng bông nhiều nhiều. Anh em thấy các nụ này thì vô tư rồi ha, đây đến Tết ở miền Nam của mình á, còn những gần 2 tháng rưỡi nữa thì mình còn thời gian khoảng 2 tháng để mà mình kích thêm một lần nụ, một hoặc hai lần cũng được anh em, nhưng mà thông thường thì mình ít khi nào mình làm dùng phân bón lắm ha, vì phân bón thì thiếu được chết dư là rất nguy hiểm ha, cho nên là không sử dụng phân bón, không sử dụng nhiều nha. Đây anh em thấy cây này trổ cũng khá là nhiều nè, đâu có sử dụng lân cao đâu mà vẫn trổ ào ào nha nè, cho nên những anh em có quan điểm là sử dụng phân lân làm nụ nhiều lần quá nó trổ không phải nha nè. Này vườn này là vườn mình nói như từ đầu rồi đó, là vườn chăm dưỡng lại cho nên không cần sử dụng phân lân cao, vẫn trổ ào ào ha, te tua. Qua bên này thử xem, vườn này, này vô trong này là vườn này lớn nhiều cây, nhưng mà cây thì tập trung chăm lại để có một chế độ dinh dưỡng cho nó hợp lý. Như cây này thì nếu mà để mà có hoa chơi Tết thì vẫn làm được, nhưng mà thôi cây này nó còn tương đối yếu nghe nè, không chơi thì vừa lựa cây nó vừa đủ sức rồi vừa có hoa cho được tí, còn những cây này thì thua rồi ha. Cây này còn đợi sang năm đi, cây này đợi sang năm thì sẵn tiện mình đi thăm vườn rồi quay anh em xem cho vui thôi. Đây anh em thấy chỗ te tua nè, cây này chắc chọn nha nè, cành ra lại mập lại rồi ha, chứ không phải như lao cành như khoảng một năm trước ha. Cây này có thể là chơi hoa được rồi, anh em nhìn nụ nè, nụ này thì chơi đạt, cây này chọn luôn. À, cái này nó hai cây không biết ở bên dưới có dính không. Thì thôi một vài phút để quay anh em xem cho vui thôi. Giờ mình bắt đầu đi buộc dây ha, chọn những cây nào chơi hoa được để buộc dây để gom về một khu để những cử phân cuối năm thì mình chăm cùng những cây trước giờ mình chơi hoa Tết luôn. Thôi chào tạm biệt anh em nha, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo ha, bye bye.